Hello everybody, welcome back to my Hollow Nightmare Gameplay channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Hollow Nightmare Gameplay. Mình trong series 8 tựa game này. Và Ice Cream 4 sẽ tựa game đầu tiên cùng các bạn khám phá xong đầu nội dung lần này các bạn nha. Let's go. Let's play. Xa nữa nó cũng bỏ ra tiền cho chắc cũng bị cảnh báo ạ. Băng qua đường ống này để sang khu vực phía bên kia căn nhà này. À, nhà máy nào. Number 6. Để 6 phần bạn. Thief!
7608. Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Get ready.
cứ tiếp theo sau khi hoàn thành xong tự nhiên nào. Là sẽ phần 3 thế này các bạn. Ice Cream 3. Chiếc xe Kuski đã đi vào căn nhà nhỏ trong mặt chúng ta để lấy con ngựa gỗ vàng đầu tiên vậy. Thank you.
sau di chuyển ngay nào bạn.
cần cái con ngũ thứ ba cho tìm được phải. Mình đi tìm con ngũ cuối cùng rồi. Chúng ta tìm được con ngựa cuối cùng ở đây các bạn.
xỉu. Jay, I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Okay, try to run for my brother to come. Tất cả những đồ chúng ta đã lượm được về Sumasuri ngay nào bạn. Jay. Thank you.
Chuyển sang tiếp theo này. Ice cream one. Let's play. Something here there, huh?
Oh my god. Put it here in the car. Sorry, the energy is kind of fun. Tìm cách để khởi động cho máy này bạn. Để chắc, chìa khóa trong cua jacket này. Phình hết rồi cả. Cho nó tỉnh dậy các bạn. Sofía, no, pues. Sang đây nè. Có chuẩn bị quán cà phê nè bạn. Chỉ chi tiêu với đạn dược của chúng ta là vậy.
đến đây vô cùng thật sự là screen. Let's play. Emphasis. Enter the ice cream factory and fire space key. Yeah, red key. They have complete. Chắc không thể đi lên cầu thang được rồi. Ok, chỗ cần phải tìm cách lên được cầu thang này gọi nhé. Còn mình nghĩ là thời gian chuyển sang tiếp theo này. Tiếp theo đặt ice cream sao I the never. Khai dấu thực hiện trước bạn. Never complete. Ok, công chuyện trên tự nhiên cuối cùng nào. Number 6.
So I think he's moving the baby. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Thank you so much.